Yêu xa là đối mặt với nỗi cô đơn. Có những ngày tháng mệt mỏi nhưng chỉ có một mình. Những buổi đêm tràn đầy nước mắt mà chẳng có ai ở bên. Mời các bạn lắng nghe radio số 4, Yêu xa. Yêu xa, 1001 triệu điều không và khó nói. Lần đầu tiên mình thấy lo lắng cho tương lai. 24 tuổi rồi, không quá muộn, nhưng không phải là sớm để làm lại từ đầu. Nếu như có quá nhiều người nói với mình như vậy, rằng phải biết nghĩ cho bản thân mình, rằng con cái có thì ngày trước mình chỉ mỉm cười, bởi bên cạnh mình luôn có một người biết làm cho mình vui mỗi lúc buồn, biết động viên mỗi lúc mình chán nản, biết yêu thương lúc mình cô độc. Và giờ đây, khoảng cách địa lý, những đêm mưa buồn, những lời mời gọi, khuyên nhủ của một vài người khiến mình trùng bước. Yêu xa, nỗi nhớ. Nếu buồn, con người ta sẽ đi tìm niềm vui san lấp, và niềm vui sẽ được dung hòa bởi những khoảnh khắc buồn. Còn nỗi nhớ, biết xếp vào trạng thái vui hay buồn và bằng cách nào để vượt qua. Yêu xa, cám dỗ. Em cứ tưởng mình là người coi thường vật chất, coi thường danh vọng và coi thường tình yêu của những người khác. Nhưng giờ đây em bắt đầu quan tâm dù một chút thôi đến những điều như thế và cảm thấy yếu lòng. Yêu xa, những nỗi lo vô hình. Rồi mình sẽ ra sao? Liệu mình có đủ can đảm để theo đuổi khi mà thời gian không chờ đợi một ai? Liệu mình có đủ quan trọng để gọi tình yêu quay về? Liệu nơi xa xôi ấy, liệu có còn? Yêu xa, cô đơn. Tối thứ bảy em thu thùn một mình, lướt hết web này đến web khác. Sáng chủ nhật em lần la từ siêu thị đến nhà sách, từ shop thời trang đến cửa hàng bán phòng phẩm. Ngày 4 vòng đi làm và 2 vòng đi học, thèm được ngồi sau lưng ai đó để không phải lái xe để đỡ lạnh. Yêu xa, 1001 triệu điều không và khó nói. Đây có phải là những lời tự thú, là mặt vô cùng xấu trong con người em mà anh và cả những người khác không hề nghĩ tới? Em cũng xa lạ với chính bản thân mình, nhưng em thấy vui khi nhận ra rằng mình cũng thật đời thường, cũng tham lam sân si như bao chúng sinh khác dưới cõi Niết Bàn. Yêu xa sẽ khó mà đi qua những điều đó một cách dễ dàng. Ngày ngày em vẫn bị nỗi nhớ dày vò, vẫn bị bủa vây bởi những cám dỗ và ngập chìm trong lo âu buồn chán. Nhưng đêm này, trong giấc mơ em, miền ký ức ngọt ngào sẽ lại quay về. Nơi ấy, phép tính cộng trừ, so sánh thường nhật sẽ ra đi. Chỉ những yêu thương, niềm tin là ở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio của Zen nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.